Xin chào anh em đã quay trở lại với cả Hacom, và hôm nay sẽ là chương trình Q&A anh em ạ. Chương trình Q&A là chương trình dành cho trả lời tất cả câu hỏi anh em về các chủ đề như máy tính này, như màn hình này, như laptop này, như PC vân vân, mọi thứ luôn. Và nó sẽ được phát sóng vào tối thứ bảy 7:30 và sẽ có thể gọi là 7 câu hỏi anh em nhé. Và hôm nay sẽ là số thứ 34 rồi, khá là nhiều số rồi đấy anh em ạ. Thì hôm nay sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên của bạn Dương Trần. Bạn hỏi là 10 triệu thì nên lựa chọn màn hình nào để làm việc và chơi game? À không, để chơi game và giải trí chứ nhầm. Thế thì dưới 10 triệu thực sự có rất là nhiều các option cho bạn để lựa chọn tùy luôn. Bạn có thể lựa chọn những chiếc màn ví dụ như là LG, GL này, GN850, những cái màn này 2K14, 14165. Hoặc là anh có thể chọn những chiếc màn này như của AOC phiên bản liên minh điện thoại. Còn đấy thì chuẩn màu cực kỳ là cao luôn, rất là đáng để mua. Hoặc là một số những cái màn Gigabyte như là M27QX thì phải, như mình nhớ thế, là cũng dưới 10 triệu luôn, cũng là 2K. Nói chung tầm dưới 10 triệu là anh có thể mua 2K14 rồi. Và những cái màn đấy thì sẽ có những cái tính năng khá hấp dẫn cho anh em lựa chọn cho việc cả chơi game lẫn cả giải trí đấy nhá. Rồi, tiếp theo là câu hỏi thứ hai của bạn Tùng Nguyễn. Bạn ấy hỏi là lựa chọn B760G hay là Z690M cho 13.600K. Bạn thấy rằng con này hơi nóng. Thì con này nóng, nó nằm ở tản nhiệt bạn nhá. Nếu mà bạn muốn giảm nhiệt của nó thì bạn nên mua tản nhiệt tốt hơn. Còn với chiếc CPU 13.600K này, nếu bạn thực sự cảm thấy mình cần undervolt hoặc là cần overclock thì hãy mua cho mình một chiếc min Z690M. Thì thực sự có vẻ như bạn đang nói về con Prime thì phải, tức là nó cũng không đẹp lắm. Còn nếu mà bạn mua B760MG ấy, B760G ấy, thì thực sự mình nghĩ rằng bạn chỉ cần B660G thôi, đã đủ rồi, không cần phải lên cao hơn nữa. B760 thực sự thì nó cũng không có khác quá nhiều, nó chỉ bị cắt bớt cái ốc thên này thôi, còn đâu thì chả có vấn đề gì cả khi sử dụng với cả những chiếc CPU dưới 13 đâu nhá. Cho nên là bạn Tùng Nguyễn, bạn thoải mái lựa chọn đi, không vấn đề gì hết đâu nha. Câu tiếp theo của bạn Trường Nguyễn, bạn ấy hỏi là đội đỏ thì con CPU là ngang dòng i5K. Mình chơi đội xanh, bây giờ sang đội đỏ mã CPU loạn xì ngậu chả biết gì. Thì cái con CPU ngang hàng với cả 12.000K ấy, đó chính là 7700X anh em nhé. Và thực sự thì Ryzen 7 bây giờ hơi khó để mua, bởi vì đơn giản là anh em phải hiểu rằng là giá CPU là một chuyện, nhưng mà giá của mainboard và giá của RAM nữa cũng là một vấn đề cũng khá là quan ngại khi lựa chọn một chiếc CPU AMD cho chúng ta. Rồi, tiếp theo này, chúng ta sẽ có VA Channel. Bạn ấy hỏi là: em chào anh, cho em hỏi con CPU Gen 11 đã lỗi thời chưa, đáp ứng tốt không và mức giá ngon chưa? Em dự định mua 11.600K hay là nên chọn 11.600K hay là 11.700? Nhu cầu chơi game, Genshin, edit video. Cảm ơn anh em, hy vọng là lên quyền đây. Thì câu trả lời của mình ấy là CPU đời 11 chưa lỗi thời và mức giá cũng đã mềm hơn nhiều rồi. Nhưng mà thực sự mình vẫn khuyên anh em, nếu mà thực sự để làm việc ý, thì hãy lên cho mình đó chính là CPU i5-12600K nhá. Bây giờ bán mấy con CPU 12600K với bản Tray ý, giá cực kỳ là rẻ luôn và thực sự rất là đáng để mua. Đặc biệt là khi mà kèm với cả một chiếc bên B nữa thì quá là tuyệt vời. Thế đó là câu trả lời của mình nhé. Còn nếu mà bạn thích thì thực sự mua 11.700 thì vẫn hơn, bởi vì đơn giản là dù là K hay không K đây chăng nữa, số nhân nhiều hơn vẫn đem lại cho anh em kết quả tốt hơn nhá. Đấy, cứ lựa chọn như thế. Rồi, tiếp theo bạn Hero Sa Điều, bạn hỏi là mua một cục router wifi có thể lắp được thay thế cục modem nhà mạng không? Thì câu trả lời là có thay thế được, nhưng bạn bắt buộc phải mua một cục truyền. Bởi vì là nhà mạng của chúng ta ấy, nó đi một cái dây từ bên ngoài đường về, và cái dây đấy không phải là dây RJ45 hay gì đâu, mà nó chỉ là một con dây, nó là một con dây đặc biệt của riêng nhà mạng. Và nếu mà anh em muốn cắm vào cái cục router của mình ấy, thì anh em bắt buộc phải mua một cục chuyển để có thể biến cái dây mạng đấy thành dây RJ để có thể cắm vào cái cục của mình. Mình cũng có biết rằng một số các router có cái đầu dây đấy, nhưng mà thực sự thì đa số các router anh em mua ví dụ ở Hacom đây không hề có đầu đấy để anh em cắm đâu, và bắt buộc anh em phải mua một cục chuyển nhá. Rồi, và tiếp theo nữa là câu hỏi thứ 6 của bạn Pikachu. Bạn ấy hỏi là con bên nào rẻ có thể tối ưu được i5-13400F không? Thì câu trả lời của mình là tối thiểu cho mình đó chính là con chiếc MSI Pro B660A nhá. Đó là con giá tiền thấp nhất với mức hiệu năng cao nhất ở trong dòng B660. Đó. Còn đấy là sẽ là con tối thiểu cho bạn để chơi i5-13400 mà không cần phải lo lắng một chút nào về vấn đề hiệu năng hết. Bạn Hero Sa Điều nhá. Bạn Pikachu nhá.
Rồi và câu hỏi cuối cùng, câu hỏi thứ 7 là bạn Hùng Hà. Bạn hỏi là giá tiền RAM ở trên cửa hàng với trên web giống nhau không? Sao lại hỏi thế nhở? Tất nhiên là giống nhau rồi. Chúng mình là một cửa hàng, và một cửa hàng này chúng mình có rất nhiều chi nhánh, và những chi nhánh này thì đều phải có một mức giá chung nhá, một mức giá chung, và chúng mình đã được tính toán hết rồi để đảm bảo rằng có thể đem lại được cho chúng mình những cái mức giá hợp lý cho các bạn và cũng cho chúng mình luôn. Thế nên là dù là các bạn ra cửa hàng ở chi nhánh Hà Đông hay là chi nhánh Thái Hà hay là chi nhánh Hồ Chí Minh thì giá RAM là đồng đều hết nhá, và mua trên web thì giá RAM cũng tương tự như vậy luôn, không có một sự khác biệt gì cả. Rồi, và đó là tổng cộng 7 câu hỏi của chương trình Q&A số thứ 34. Nếu mà anh em muốn được trả lời những câu hỏi này thì hãy để ở dưới comment của chiếc video này nhá, để mình dễ dàng tổng hợp và mình dễ dàng trả lời hơn. Rồi, cuối cùng thì cảm ơn anh em đã xem video này, và hy vọng gặp lại anh em tại video khác nhá.